Thưa quý vị và các bạn, dựa trên những điều kiện thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế, tại các thị tứ trong tỉnh đã hình thành các cụm dân cư buôn bán, phát triển thương mại dịch vụ. Đây cũng là điều kiện để các địa phương đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, nâng cao đời sống cho người dân tại khu vực nông thôn. Phóng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn về nội dung này. Một khu thương mại buôn bán dịch vụ sầm uất với sự tham gia của hơn 200 hộ dân đã được hình thành tại trung tâm xã Bản Lầu, dọc tuyến quốc lộ 4D. Ngoài các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, đến nay một số siêu thị mini cũng được đầu tư, xây dựng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân trong khu vực. Cửa hàng tôi là nó ở sát ngay với cả chợ của trung tâm Bản Lầu, với thứ hai là ở đây là rất là thuận tiện, giao thông đi lại, giao thương, nên là tôi quyết định đặt cửa hàng ở đây để dễ kinh doanh và phát triển cửa hàng. Là nơi kết nối giao thương hàng hóa với các xã Nậm Dạng, Nậm Mả, Sơn Thủy, huyện Văn Bàn và xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, trung tâm xã Võ Lao hiện đã hình thành một số loại dịch vụ kinh doanh buôn bán. Năm 2022, doanh thu lĩnh vực thương mại dịch vụ của xã đạt gần 100 tỷ đồng. Nguồn thu nhập từ dịch vụ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình. Thực ra ở khu vực Võ Lao này là một khu tập trung phát triển của rất nhiều xã gộp vào để phát triển. Là nó ngày trước em cũng làm từ Hà Nội rất nhiều, xong cũng về đây làm cũng làm nhiều, nhưng mà Võ Lao nó có phát triển tiềm năng, có nghĩa là muốn như một xã mà có nghĩa tập trung tất cả các xã, 5-6 xã gần như phát triển ở khu vực Võ Lao. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm 44,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 50.000 tỷ đồng. Ngành công thương đã và sẽ đẩy mạnh việc kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các địa phương, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Triển khai cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì hiện nay cái hạ tầng giao thông nông thôn thì đã về đến tận các trung tâm cụm xã. Chính vì vậy mà cái hoạt động thương mại trên địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai hiện nay cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt là với cái hệ thống 72 chợ dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh thì là những nơi mà sinh hoạt mua bán của bà con nhân dân cũng như là giao lưu văn hóa cộng đồng của các đồng bào dân tộc. Việc đầu tư bài bản đồng bộ, nhất là tại các cụm xã, thị tứ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ ở khu vực thị tứ, tạo thêm điều kiện để người dân khu vực nông thôn được mua sắm thuận lợi mà không phải đi xa, rút ngắn dần khoảng cách về mua sắm, tiêu dùng giữa nông thôn và thành thị.